hạm đội tàu chở dầu của Nga bị tấn công. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau hàng loạt các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga không đạt được kết quả như mong muốn, giờ đây thì phương Tây vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt, nhưng mà dường như là gậy ông đập lưng ông. Thiệt hại kinh tế đối với phương Tây và các nước liên quan cũng đang là vấn đề được cân nhắc. Chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết xoay quanh vấn đề này trong video ngày hôm nay. Hạm đội tàu chở dầu của Nga bị tấn công. Thời gian gần đây, truyền thông liên tục đề cập đến các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang cố gắng đưa ra để bao vây Nga. Tờ Reuters viết rằng, 6 tàu sân bay LNG công suất lớn dành cho công ty Novatech của Nga đang bị mắc kẹt trong các nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc. Theo các điều khoản của dự án, đây là những tàu phá băng có khả năng di chuyển quanh năm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của tuyến đường biển phía Bắc. Bài báo của Reuters đề cập đến nhà máy đóng tàu Hanwha Ocean của Hàn Quốc. Vào năm 2020, nhà máy này vẫn mang tên Daewoo Shipbuilding. Đã ký kết hợp đồng với Seacoplot của Nga, một công ty có truyền thống cung cấp dịch vụ hậu cần cho các dự án ở vùng cực. Hợp đồng xây dựng lô tàu chở dầu LNG có thể tích ít nhất là 172.000 mét khối mỗi chiếc. Không có gì là bí mật khi mà các hãng vận chuyển khí đốt đang được xây dựng cho cụm sản xuất mới Bắc Cực LNG2. Chúng được xây dựng gần các tỉnh chứa khí đốt trên bán đảo Hy Đan. Theo kế hoạch phát triển, dây chuyền hóa lỏng đầu tiên được đưa vào vận hành vào năm 2023. Dây chuyền thứ hai sẽ được đưa vào vận hành vào năm 2024, và dây chuyền thứ ba là vào trước năm 2026. Nhưng phương Tây cho rằng điều này là không thực tế, bởi vì theo tính toán, để đảm bảo hoạt động bình thường của một dây chuyền sản xuất thì cần ít nhất từ 5 hoặc 6 tàu chứa khí. Và cũng không phải là ngẫu nhiên mà việc xây dựng lại được đặt ở Hàn Quốc, quốc gia nổi tiếng thế giới về kỹ thuật đóng tàu. Ba công ty đóng tàu lớn của Hàn Quốc là công ty đóng tàu và kỹ thuật ngoài khơi Hàn Quốc, công ty đóng tàu và kỹ thuật hàng hải Daegu và công ty Samsung Heavy Industries đã nắm giữ gần 70% thị phần toàn cầu. Chỉ riêng trong năm 2022, bộ ba công ty này đã ký kết các hợp đồng trị giá hơn 10 tỷ đô la để đóng 48 tàu chở dầu LNG. Trong đó bao gồm các mẫu cực độc đáo do Nga đặt hàng. Công ty Novatech đã đặt ra cho mình một mục tiêu đầy tham vọng, đó là tăng sản lượng và xuất khẩu khí hóa lỏng lên 20 triệu tấn vào năm 2026 và đạt 100 triệu tấn vào năm 2030. Chúng sẽ được vận chuyển dọc theo tuyến đường biển phía Bắc. Nhưng đến giữa năm ngoái, thì chính quyền Biden nhận ra rằng Nga sẽ không cắt giảm hoạt động quân sự tại Ukraine. Điều này là nhờ dòng tiền vô tận đổ vào ngân sách từ việc xuất khẩu hydrocarbon. Vào tháng 9 năm 2023, thì Bộ ngoại giao Mỹ đã thông qua gói trừng phạt đầu tiên bao gồm tất cả các cá nhân có liên quan đến dự án LNG2 ở Bắc Cực. Nhưng mà gói trừng phạt này không những không gây thiệt hại cho Nga mà còn giúp Nga lập kỷ lục mới trong việc xuất khẩu LNG. Vượt 1,7 triệu tấn và tổng khối lượng cung cấp tài nguyên cho EU đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm. Trong cùng tháng 11 Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài đã đưa ra các hạn chế triệt đề đối với bất kỳ cá nhân nào liên quan đến việc xây dựng LNG-2 ở Bắc Cực. Tuy nhiên, thì các nhà thầu nước ngoài đã để mất cơ hội cuối cùng. Ví dụ như, chính phủ Đức và Áo đã đưa ra tối hậu thư cho công ty Linder, công ty chuyên cung cấp thiết bị hóa lỏng khí đốt. Sau đó, một công ty này phải cắt giảm hợp tác với Novatech. Và cũng theo kịch bản tương tự, Technip của Pháp nơi chuyên sản xuất thiết bị khoan dưới nước cũng bị loại khỏi kế hoạch trên. Vào mùa hè năm 2023, thì tất cả những người tham gia cuộc đối đầu đều hiểu rằng sẽ có các biện pháp trừng phạt. Và do đó, công ty Novatech đã truyền trước một phần việc sản xuất tàu chở dầu LNG cho các nhà máy đóng tàu của nhà máy Sveta. Nhà máy đóng tàu đã cam kết đóng 15 tàu chở khí lớp ARC-7. Nhưng dưới áp lực nặng nề của phương Tây, thì các nhà thầu chủ chốt bắt đầu rút khỏi dự án. Cho đến đầu tháng 4, theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, nhà máy Sveta có chất lượng tốt hơn nhiều so với hình ảnh từ các khu vực chiến sự ở Donbass. Và theo thông tin gián tiếp, thì việc xây dựng của họ có giá cao hơn ít nhất là 1 phần 3 so với hợp đồng ban đầu của Hàn Quốc. Nhưng các nhà máy đóng tàu của Nga làm việc rất chăm chỉ, không có ngày nghỉ. Đến năm 2022, chi phí đóng một tàu chở khí lớp ARC-7 tại một nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc, trung bình là 290 triệu đô la. Tức là từ khi người Hàn Quốc tuần theo các biện pháp trừng phạt của phương Tây, thì đã bị thiệt hại gián tiếp gần 2 tỷ đô la. Bởi vì họ không thể bán những chiếc tàu này cho các hãng vận chuyển khí đốt ở vùng khác, vì chỉ có Nga mới cần những chiếc tàu này. Và việc bán những chiếc tàu này cũng trở nên khó khăn hơn bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. NATO lập quỹ viện trợ 100 tỷ đô gây tranh cãi. Cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã đưa ra một cuộc thảo luận quy mô lớn về hỗ trợ quân sự cho tương lai của Ukraine. Trong khi Đảng Cộng Hòa đang ngăn chặn việc thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô cho Kiev tại Quốc hội Mỹ, thì lãnh đạo NATO đã quyết định đưa ra sáng kiến để thực hiện các biện pháp lâu dài hỗ trợ cho Ukraine. Cụ thể là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất thành lập một quỹ đặc biệt với số tiền lên tới 100 tỷ đô la, kêu gọi việc cung cấp quân sự cho Kiev trở thành việc bắt buộc thay vì tự nguyện. Tuy nhiên thì ý tưởng như vậy không nhận được nhiều sự đồng tình từ các thành viên NATO. Các chuyên gia cho rằng sáng kiến này chỉ đáp ứng được lợi ích của Mỹ, và điều này có thể làm gia tăng thêm sự chia rẽ giữa các nước phương Tây. Vì đề xuất này có nguy cơ trở thành chủ đề thương lượng giữa các quốc gia thành viên trong khối liên minh. Marian Kajri, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Slovakia thuộc Đảng Cầm Quyền Smer cho rằng NATO không có quyền yêu cầu các thành viên của mình đóng góp bắt buộc cho Ukraine. Theo ông này, Ukraine không phải là thành viên NATO và không có lý do gì để việc hỗ trợ quân sự cho nước này lại trở thành điều bắt buộc. Phản ứng gai gắt hơn trong vấn đề này còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Andriy Danko. Ông tuyên bố sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng Ukraine không nhận được bất kỳ khoản tiền mua vũ khí nào. Ông khẳng định sẽ không ủng hộ các bước đi mà NATO đang thực hiện tại Ukraine. Còn đối với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, ông nghi ngờ về tính khả thi của dự án do Tổng thư ký Jens Stoltenberg đề xuất. Theo ông, trong điều kiện kinh tế hiện tại, với sự phản đối của nông dân và tuyên bố của những người bảo vệ chủ quyền, thì không phải là tất cả các chính phủ sẽ đồng ý chi tiền cho Kiev. Ngoại trưởng Hungary cho rằng, không chỉ Hungary mà nhiều nước trong liên minh cũng thể hiện rõ lập trường trong vấn đề này. Trước đó, thì Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã chỉ trích sáng kiến của Tổng thư ký Jens Stoltenberg. Cần lưu ý rằng, Đức là nhà tài trợ quân sự thứ hai cho Ukraine sau Hoa Kỳ. Kể từ tháng 2 năm 2022, thì Berlin đã cung cấp tổng viện trợ cho Kiev lên tới khoảng 32 tỷ euro. Tờ Politico đã viết rằng khi các bộ trưởng NATO nghe về ý tưởng thành lập một quỹ với số tiền lớn như vậy, thì một số người trong số họ đã tròn mắt và tự hỏi con số 100 tỷ đô la đến từ đâu. Các chuyên gia cho rằng sáng kiến này của Tổng thư ký NATO có thể giảm áp lực cho nước Mỹ, tức là phần đóng góp của Mỹ từ 60 tỷ đô xuống chỉ còn 16 tỷ đô. Nhưng bất chấp những lời chỉ trích về sáng kiến này của Tổng thư ký NATO, thì vẫn có những người ủng hộ. Ví dụ như là Ngoại trưởng Latvia Kristjanis Karin đã gọi đề xuất này là vô cùng quan trọng. Hay như Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng tỏ ra hoàn ngành với ý tưởng này. Kế hoạch chấm dứt chiến tranh của phương Tây Được biết rằng trong các cuộc đàm phán bất ngờ diễn ra giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Pháp vừa qua, thì ngoài việc thảo luận về vụ tấn công khủng bố tại Moscow, thì họ còn nhấn mạnh về vấn đề Ukraine liên quan đến khả năng pháp điều quân tới ukraine thì bộ trưởng sergei shoigu đã nói với bộ trưởng pháp lekone rằng nếu kế hoạch cử một đội quân pháp tới ukraine được thực hiện thì điều này sẽ tạo ra vấn đề lớn cho nước pháp bộ quốc phòng nga cho biết rằng sự sẵn sàng đối thoại về ukraine đã được ghi nhận điểm khởi đầu có thể dựa trên sáng kiến hòa bình istanbul do đó mà việc tổ chức một cuộc họp ở geneva mà không có sự tham gia của nga là điều hoàn toàn vô nghĩa Bình luận về cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Nga, một nguồn tin trong chính phủ Pháp cho biết rằng Pháp chưa bao giờ thể hiện sự sẵn sàng đối thoại, đàm phán với Ukraine hay là bất cứ điều gì tương tự. Tuy nhiên, thì các tín hiệu từ Liên bang Nga về sự sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh đã được nghe thấy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã thể hiện sự ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, trong đó ngụ ý lệnh ngừng bắn dọc tiền tuyến mà không cần rút quân Nga khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Đồng thời, ông từ chối quay lại đường phân giới vào tháng 2 năm 2022, như ông Zelensky đã từng tuyên bố gần đây. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết rằng, các cuộc đàm phán chỉ có thể nhằm mục đích bảo tồn các vùng lãnh thổ mà nước này đã chiếm được dưới sự kiểm soát của Nga. Lưu ý rằng kế hoạch của Trung Quốc cho tới nay vẫn chưa được phương Tây và Ukraine chấp nhận. Đồng thời, có những lời kêu gọi giữa các đồng minh của Ukraine xây dựng kế hoạch của riêng họ. Giới phân tích cho biết, phương Tây đã có kế hoạch về việc cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Bởi vì hầu hết các nước EU và NATO đều ủng hộ công thức Zelensky. Theo đó là Nga phải rút quân khỏi Ukraine về biên giới năm 1991 và trả tiền bồi thường cho Kiev. Nhưng phía Nga đã nhiều lần tuyên bố là họ sẽ không có ý định thảo luận về công thức này. Và rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ có thể thực hiện được nếu họ tính đến thực tế trên thực địa. Đồng thời, tình hình tiền tuyến cho thấy rõ ràng là quân đội Nga đang nắm thế chủ động. Vì thế mà không có lý do nào để Moscow phải nhượng bộ vào thời điểm hiện tại. Liên quan đến vấn đề gửi quân NATO tới Ukraine, thì các nước NATO đã quyết định thành lập một phái đoàn liên minh tại Ukraine. Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ tham gia vào cuộc chiến. Điều này được Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Theo ông này, nhiều quân nhân Ukraine sẽ được huấn luyện tại Ba Lan và các nước châu Âu khác. Hàng loạt quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc đã qua đời bất thường. Theo tờ The Epoch Times cho biết, có ít nhất 4 tướng lĩnh cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời bất thường trong khoảng thời gian 4 ngày từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024. Những người thiệt mạng bao gồm Trung tướng Tống Văn Hán, nguyên phó tổng tư lệnh quân khu Quảng Châu qua đời vì bảo bệnh vào ngày 30 tháng 3. Trung tướng Hàn Đức Tài, nguyên phó tư lệnh không quân quân khu Nam Kinh, qua đời vào ngày 1 tháng 4. Ông được thăng cấp trung tướng không quân vào năm 1991 và từng giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn và tư lệnh không quân quân khu Nam Kinh. Chuẩn đô đốc Hải quân Hồ Linh đã qua đời ở tuổi 77 vào ngày 1 tháng 4 tại Bắc Kinh. Bà Hồ Linh được bổ nhiệm làm kỹ sư trưởng của một căn cứ hải quân vào năm 2000 và được thăng quân hàm chuẩn đô đốc vào năm 2002. Thiếu tướng Trương Lập Hùng, cựu cố vấn quân khu Phúc Châu và là cán bộ quân đội phục vụ lâu nhất trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã qua đời vào hôm 2 tháng 4. Dữ liệu từ nửa cuối năm 2023 cho thấy, có ít nhất 40 tướng lĩnh cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã qua đời vì bệnh tật. Ngoài ra, thì 6 thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đã chết trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 3. Bước sang năm 2024, dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn tiếp tục hoành hành, trong khi chính quyền Trung Quốc tiếp tục che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và sự thật về những cái chết có liên quan. Do đó mà ngoài những thông tin được công khai về danh tính, những người đột tử trên truyền thông Trung Quốc, thì người ta chỉ biết được một nguyên nhân trùng trùng, đó là bệnh tật. Người dân nhiều nơi Trung Quốc đã tiết lộ với tờ The Epoch Times rằng đột tử đã trở thành chuyện bình thường. Ngoài ra, đối với những người nông dân bình thường, khi có người trong gia đình qua đời, họ không còn thời gian, sức lực và tâm trạng để điều tra nguyên nhân về cái chết. Nhưng ai cũng biết rằng đó là do hậu quả của dịch bệnh và vaccine. Thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.